Tổ tuần tra Công an xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện một trường hợp lợi dụng xe luồng xanh vận chuyển người từ vùng dịch về địa phương nhưng chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng. Lực lượng công an đã xử phạt vi phạm hành chính tài xế nam với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Số tiền phạt là 7,5 triệu đồng. Sau đó, người này được đưa đi cách ly tập trung.